quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với Phong thủy Tam Nguyên. Và tôi là Diện Đàm, người sẽ đồng hành cùng quý cô chú, anh chị và các bạn trong video lần này với chủ đề đó là giải đáp các thắc mắc liên quan tới vấn đề xây nhà năm 2021. Ông bà ta thì có câu đó là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Thế nhưng mà cuộc sống ngày nay thì càng ngày càng phát triển, cho nên là vấn đề xây nhà thì từ lâu đã không còn là của riêng cánh mày râu nữa, mà nó là mối quan tâm chung của hầu hết mọi người ở bất kỳ vị trí nghề nghiệp nào hay là bất kỳ quốc gia dân tộc nào. Tuy nhiên thì có một số những quy tắc, những nguyên tắc, những điều lưu ý khi mà xây nhà có lẽ là không phải ai cũng biết. Và nhiều gia chủ thì khi mà bắt đầu tìm hiểu về phong thủy xây nhà thì họ mới nhận ra là có rất là nhiều những điều cần phải tuân theo. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay video này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu thêm một chút những kiến thức, những lưu ý khi mà chúng ta xây nhà trong năm 2021. Và chắc chắn rồi, một nhân vật vô cùng quen thuộc với phong thủy Tam Nguyên mà các bạn đang chờ đợi đó chính là anh Đức Trung. Vâng, xin chào bạn, xin chào tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi video YouTube ngày hôm nay. Anh Trung thân mến, ở đây chắc là lần đầu tiên mà hai em mình có cơ hội để được ngồi với nhau như thế này đúng không ạ? Xin chào MC xinh gái. Dạ vâng, thì cũng giống như các bạn khán giả đang theo dõi video này, em cũng là một người chưa có quá nhiều những kiến thức về phong thủy. Chính vì vậy nên là qua cái chủ đề lần này về vấn đề xây nhà năm 2021 thì em cũng hy vọng là mình có thể có thêm một chút ít kiến thức gì đó. Và thời gian vừa qua thì có khá là nhiều những câu hỏi liên quan tới vấn đề xây nhà mà các bạn khán giả của chúng ta đã quan tâm và gửi về cho chương trình. Thì hôm nay thì em xin phép được tổng hợp một số những cái câu hỏi được nhiều bạn gửi về sớm nhất, nhanh nhất cho chương trình ạ. Chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên anh nhá. Ok, bắt đầu đi. Câu hỏi đầu tiên đó đến từ một bạn khán giả. Bạn có hỏi anh đó là chào thầy, tuổi Kỷ Mùi năm 1979 vào năm 2021 thì xây nhà có tốt không? Và hướng Nam thì có hợp không? Em xin cảm ơn thầy. Anh nghĩ sao về câu hỏi này ạ? Cảm ơn MC. Thưa các cô chú chị và các bạn, rằng là trong giai đoạn này thì cũng giống như MC có trao đổi rằng là có khá nhiều những cái câu hỏi của các cô chú chị đặt ra với mong muốn là giải đáp về những câu hỏi liên quan đến độc thổ làm nhà năm 2021. Vậy thì cũng đáp ứng với những cái mong muốn đấy thì ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng giải đáp với các cô chú chị một số những câu hỏi xoay quanh cái việc động thổ làm nhà 2021 Tân Sửu này. Thì với câu hỏi đầu tiên bạn hỏi đó là gia chủ này sinh năm 1979 thì năm 2021 có làm được không? Và hướng Nam thì có hợp không, đúng không? Thế thì trao đổi với bạn luôn, cũng như là với anh gia chủ 1979 Kỷ Mùi như thế này. Ở trong câu hỏi này của anh tuy ngắn nhưng mà nó sẽ tồn tại hai câu hỏi tách biệt ra để chúng ta cùng làm rõ. Cái thứ nhất là anh hỏi là năm 2021 thì có xây nhà, tuổi 1979 của anh thì xây nhà 2021 có tốt không? Và cái thứ hai là hướng Nam này thì có hợp không? Ở đây là hướng Nam có hợp không thì cũng có thể hiểu sang hai hướng, đó là hướng Nam này có hợp với năm 2021 hay không? Và cái thứ hai là hướng Nam này có hợp với tuổi anh 1979 Kỷ Mùi hay không? Đó. Thế thì dù thế nào nữa thì cũng giải đáp cho anh luôn này, có thể hiểu được. Cái câu chuyện thứ nhất, chúng ta đi trước từ cái câu hỏi đó là ví dụ 1979 thì cái hướng Nam này có hợp không nhá? Bởi vì cũng nhiều người quan tâm việc hướng hợp với bản thân. Rất nhiều người quan tâm với cái việc đó là hướng này thì có hợp với tuổi tôi hay không, hướng kia hợp với tuổi tôi hay không. Bởi vì tra trên mạng thì tuổi 1979 là thuộc cung này, thuộc đông tứ mệnh, thuộc tây tứ mệnh. Rất là nhiều kiến thức đúng không ạ? Có khi rất nhiều luôn ạ. Có rất nhiều những cái kiến thức của các cô chú chị tìm hiểu được trên mạng thì nó ra hầu hết là ra các kiến thức thuộc bộ môn bát trạch minh cảnh. Thế thì cũng thông qua cái video này thì Đức Trung cũng muốn làm rõ với các cô chú chị một số những quan điểm rõ ràng về cái việc hiểu về cái hướng nhà hợp tuổi như thế này. Đối với tuổi của anh 1979 Kỷ Mùi, anh hoàn toàn là lên trên Google, anh gõ rất nhiều các thông tin rằng là tuổi 1979 Kỷ Mùi Nam Mạng thì hợp hướng nào, thì chỉ vài giây thôi nó ra rất nhiều những cái phần trả lời rằng là tuổi anh sẽ thuộc cung này, thuộc quẻ này, thuộc đông tứ trạch hoặc tây tứ trạch, rồi sẽ có một loạt các cái hướng tốt, gọi là hướng thiên y, diên niên, rồi là phục vị, rồi là sinh khí, rồi là các hướng xấu như là ngũ quỷ, tiền mệnh họa hại hoặc là lục sát. Thì về cơ bản rằng là đã có cái video mà Đức Trung cũng như thầy Tam Nguyên phản biện về cái yếu tố, cái thông tin này rồi. Thì đối với phong thủy cao cấp thì cũng trao đổi với anh luôn, đó là với phong thủy cao cấp thì cũng không có ứng dụng cái kiến thức này đâu. Các cô chú anh chị chúng ta lưu tâm rằng là với phong thủy cao cấp thì cũng không có ứng dụng những kiến thức thuộc về bát trạch minh cảnh như này. Bởi vì rằng là riêng nội bộ cái phần kiến thức của bát trạch minh cảnh đã có phần mâu thuẫn với nhau. Mà đến bây giờ các thầy cũng không có phân định được đâu mới là cái kiến thức đúng. Tức là có người thì xét rằng là tuổi 1979 thì hợp với lại hướng Nam, có người thì xét 1979 là hợp với nhà tọa Nam, có người thì xét 1979 là hợp với cái nhà có cái vị trí cửa chổ và phương Nam.
Tức là riêng về nội bộ của bộ môn bắt chạy bên cạnh nó có ba cái cách suy nghĩ khác nhau, và đến bây giờ người ta vẫn còn tranh cãi thì thực tế nó không có chính xác. Quá nhiều cái luồng ý kiến luôn. Nó không có chính xác. Hơn nữa một điều rằng là trong phong thủy thì nó không có cái các cái hướng kiểu như là 50-50 như thế, tức là anh không hợp Đông tứ trạch thì anh sẽ hợp Tây tứ trạch. Do đó nó sẽ chia làm tỷ lệ 50-50, nó không có cái tỷ lệ nào như vậy cả. Tức là nếu như hợp hướng thì một nửa dân số là hợp hướng là giàu, một nửa dân số không hợp hướng là nghèo, thế nó không phải như thế. Bởi vậy cho nên rằng là xét theo cái kiến thức của phong thủy cao cấp thì không có câu chuyện là tuổi của anh 1979 anh sẽ hợp hướng diên niên thiên y sinh khí phục vị hay là xấu hướng kia đâu. Đối với kiến thức của Định Long Tam Bảo Phái thì cũng đều có thể có cái quá trình nhận định ra việc tuổi của anh 1979 thì anh hợp với hướng nào. Thì xét theo Định Long Tam Bảo Phái của phong thủy Tam Nguyên á, thì nếu như anh có cái sự lựa chọn thì khuyên anh rằng anh có thể lựa chọn với lại hướng Đông Bắc hoặc là hướng Bắc. Khuyên anh rằng lựa chọn hướng Đông Bắc thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên rằng là cái câu hỏi đó là quan trọng một điều, câu hỏi là cái tuổi tôi hợp với hướng này thì đã phải là quan trọng nhất chưa, hay là tôi hợp hướng này rồi thì tôi có nghĩa là phong thủy của tôi đã như thế là tốt nhất rồi đúng không? Thực tế nó không phải như vậy. Nó không phải như thế, câu chuyện hợp hướng nó không phải là câu chuyện quan trọng nhất. Vì rằng là hợp hướng thì nó chỉ giải quyết được 1% nhỏ về cái yếu tố phong thủy thôi. Và thực tế là cái quan điểm chọn hợp hướng thì nó cũng căn cứ trên cái việc người ta gọi là căn cứ trên yếu tố là can chi của cái người này thì nó hợp với cái hướng đó như thế nào, chứ không phải là chia thành Đông Trạch, Tây Trạch. Thế thì cái điều đó là anh có thể lựa chọn cái hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc, thì khuyên anh lựa chọn hướng Đông Bắc tốt hơn, cái này theo kiến thức của Định Long Tam Bảo Phái. Nhưng mà một điều là chọn được cái hướng hợp nó không phải là điều quan trọng nhất. Vậy thì điều nào quan trọng hơn? Cái việc mà lựa chọn cái hướng nó chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng hơn đó là lựa chọn một cái trạch đất hoặc lựa chọn một ngôi nhà nó có yếu tố đẹp phong thủy. Đẹp phong thủy ở đây là người ta xét đến cái yếu tố về cách cục của cái ngôi nhà hoặc cách cục của cái thửa đất đấy, nó có yếu tố đẹp cả bên trong và đẹp cả bên ngoài. Nếu như thiết kế một cái ngôi nhà thì về cách cục tổng thể phía bên ngoài ngôi nhà nó phải đẹp, hình thế loan đầu trước sau trái phải chú thức huyền vũ thanh long bạch hổ nó phải đẹp về phong thủy cái đã, rồi là về núi non sông nước ngã ba ngã bảy điểm nạp khí đường khí đi khí đến như thế nào nó phải đẹp phong thủy đã, thì nó tạo ra yếu tố vượng khí cho cái trạch đất vào trong ngôi nhà đó. Cái thứ hai là cái thiết kế bên trong ngôi nhà, tức là cái bố trí nội cục công năng bên trong, cầu thang, bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng thờ, tất cả các cái chi tiết nó đều phải hợp lý về cái khoa học thẩm mỹ và đúng về phong thủy, các cái điểm vị trí tầm sát quan trọng không được phạm thì nó mới xếp lên yếu tố được đẹp về phong thủy nội cục. Do đó là đẹp cả bên trong, đẹp cả bên ngoài thì cái đấy người ta gọi là đẹp phong thủy. Thì nếu như phong thủy mà đẹp kết hợp với lại hợp hướng thì rõ ràng chúng ta sẽ được cả muôn phần đúng không ạ? Nhưng nếu như chỉ được mỗi hướng, tức là nếu như anh chọn được cái nhà hợp hướng rồi nhưng xấu về phong thủy thì người ta gọi đấy là hợp với cái xấu, đúng không? Bởi vì cái nội bộ phong thủy nó xấu rồi mà chúng ta còn hợp hướng nữa thì nó rất xấu, nó gọi là hợp với cái xấu. Thì Đức Trung và thầy Tam Nguyên vẫn cứ nói đùa là chết vì hợp. Do đó rằng là trao đổi với anh về cái yếu tố rằng là anh đặt câu hỏi là tuổi 1979 của anh có hợp với hướng nam hay không, nó chưa phải điều quan trọng nhất. Tiếp theo sang cái ý tiếp theo này, đó là cái hướng, cái tuổi của anh năm 1979 thì có động thổ được hay không, năm 2021 có động thổ được hay không. Cái thứ nhất là bóc tách trên cái tinh thần đó là nếu như các gia chủ vẫn có câu hỏi giống như anh, đó là tuổi tôi ví như không phải là 1979 thì tôi 1982 nhâm tuất thì năm 2021 tôi có động thổ được không, hay là tuổi tôi là 1976 bính thìn năm 2021 tôi có động thổ làm nhà được không, hay là tôi bất cứ tuổi nào năm 2021 tôi có động thổ được không. Cái câu hỏi này nó cũng không phải là chính xác, câu hỏi này không phải chính xác. Bởi vì bản chất một điều chúng ta vẫn phải khẳng định với nhau, đó là động thổ là việc chúng ta làm trên đất chứ không phải làm trên người, đúng không ạ? Làm trên đất chứ không phải làm trên người. Do đó cái điều quan trọng chúng ta phải tính toán trên yếu tố ở đây, đó là yếu tố vận khí của trạch đất nó có được vượng hay không để mà làm. Và đây rất may mắn là anh đã cung cấp được nhà, nó nhà anh nhà hướng nam. Bởi vậy cho nên chúng ta phải xét trên yếu tố đó là cái vận khí hướng nam này năm 2021 nó có được vượng hay không để quyết định rằng là có nên làm nhà hướng nam hay không. Đó, chính xác. Rằng là chúng ta phải xét xem là cái hướng nam này vào năm 2021 vận khí có được vượng hay không để mà làm. Đó, và chúng ta cũng vẫn biết rằng là chúng ta có 8 hướng là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc, đúng không ạ? Nhưng thực tế thì trong phong thủy người ta lại không phải là xét 8 hướng đấy không thôi, mà người ta lại xét đến là 24 hướng. Tức là trong mỗi một hướng đấy nó sẽ chia làm 3 cái hướng nhỏ. Ví dụ là hướng nam sẽ bao gồm 3 xuân hướng là Bính Ngọ Đinh, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải tính toán rất kỹ rằng là từng cái hướng một, tức là 360 độ là một cái vòng tròn của lá bàn, nó chia ra làm 8 hướng, tức là 45 độ một hướng. Chúng ta lại chia ra tiếp là 3 hướng nhỏ bên trong, tức là 15 độ một cái sơn hướng nhỏ như vậy, đúng không? 15 độ sơn hướng nhỏ. 15 độ sơn hướng nhỏ này chính là người ta có thể coi đó là 15 ngày trong một tiết khí. Do vậy rằng là cứ mỗi một tiết khí nó chuyển thì nó tạo ra những cái yếu tố về năng lượng khác nhau, về trường khí khác nhau, đúng không ạ? Và cái điều đấy nó phối với lại những cái lưu liên vận hạn hoặc là đại vận.
của cái gia chủ ở trong nhà đấy đã tạo ra những yếu tố vận khí khác nhau cho các thành viên trong gia đình. Bởi vậy có thể là anh ở cái nhà này thì anh vượng, nhưng mà tôi ở đây tôi không có vượng. Tức là nó liên quan tới cái vấn đề của cái mảnh đất đấy đúng không ạ? Chính xác, nó liên quan rất nhiều. Bởi vậy cho nên rằng là ở đây hướng nam nó bao gồm ba số hướng là Bính, Ngọ, Đinh. Cụ thể thì nó có cái giải độ từ như sau này. Nó có cái giải độ, nó có cái giải độ hướng nam nhé, nó có cái giải độ từ 157,5 độ và cho đến là 157,5 độ và cho đến là 202,5 độ. Trong đó thì nó có hướng Bính là giải độ từ 157,5 độ cho đến 172,5 độ. Hướng Ngọ thì nó có giải độ từ 172,5 cho đến 187,5. Và hướng Đinh còn lại là 187,5 cho đến 202,5. Tức là mỗi một cái cung này nó là 15 độ. Mà 15 độ này khác nhau rất nhiều liên quan đến vận khí. Bởi vậy cho nên rằng là anh mới cung cấp là hướng nhà là hướng Nam thì nó chưa có đủ thông tin. Thì khuyên anh rằng anh nên đo cụ thể rằng hướng Nam của anh đây là hướng Nam bao nhiêu độ thì nó sẽ chính xác hơn. Anh tải ứng dụng La Bàn Việt về máy. Nó có một ứng dụng rất hay của Phong Thủy Tam Nguyên, đó là ứng dụng La Bàn Việt. Anh có thể tải về máy để anh đo nhé, thì nó sẽ ra được cái độ số chính xác. Vậy thì cứ lấy giả thiết đi, cứ lấy giả thiết rằng là hướng Nam của anh nó sẽ có thể là vào hướng Bính, Ngọ hoặc là Đinh. Thì ba hướng này năm 2021 có xây được không? Thì trong đó nó sẽ có hướng Bính và hướng Đinh thì anh sẽ tiến hành xây dựng được. Còn hướng Ngọ thì năm 2020 thì anh không xây dựng được. Đó, bởi vì rằng là năm 2020 thì tọa Tý hướng Ngọ, tức là tọa khảm hướng Ly, chính khảm và chính Ly thì tọa phần tọa khảm nó phạm phải Mộ Long biến vận sát và không có xây dựng được. Đó, không có xây dựng được. Thì về các câu chuyện liên quan việc tại sao chúng ta lại xét về Mộ Long biến vận sát hay là các cái sát khác thì Đức Trung cũng đã chia sẻ đến các cô chú chị trong nhiều video rồi. Bởi vậy cho nên là một trong năm cái đại kỵ sát mà chúng ta cần phải tránh ở đây đó là Mộ Long biến vận sát. Thì rất tiếc là năm 2021 thì tọa chính Bắc thì nó phạm phải Mộ Long. Do đó là nếu như cái nhà mà tọa Tý hướng Ngọ thì chúng ta không có xây. Nhưng nếu như cái nhà mà tọa Nhâm hướng Bính hay là tọa Quý hướng Đinh thì ok lại xây được. Bởi vậy cho nên rằng là ở đây gia chủ anh là 1979 như vậy thì khuyên anh cũng cần phải đo lại cụ thể xem là hướng nhà anh là hướng Nam thì bao nhiêu độ thì mới có thể quyết định được không. Như vậy có thể đánh giá tổng quan là hướng Nam năm 2021 có được hợp hay không? Thì hướng Nam năm 2021 về cơ bản là cũng bình thường. Nhưng ít nhất là có 3 sơn hướng thì xây được 2 sơn. Còn sơn chính giữa thì sơn chính Ngọ thì không có xây được. Còn đối tuổi anh thì anh hỏi là có hợp hướng Nam hay không thì tuổi anh không có hợp hướng Nam. Nhưng cũng không có xấu. Bởi phong thủy chính phái, phong thủy có gấp thì không có xấu với tuổi. Nó chỉ có hợp hoặc không hợp bằng mà thôi. Nếu mà chọn được cái hướng hợp thì khuyên anh chọn hướng Đông Bắc hoặc là hướng Bắc. Hướng Đông Bắc hợp hơn. Đó. Và để mà xây dựng năm 2021 thì hướng Nam ok xây được, nhưng mà hướng chính Ngọ thì chúng ta không nên xây. Đấy. Tiếp theo khi mà quyết định được cái hướng đấy có xây được không rồi thì chúng ta mới đo tiếp, để mà chúng ta mới tính toán tiếp xem là cái tháng nào tháng vượng để chúng ta động thổ, cũng như là năm tháng ngày giờ để chúng ta thực hiện việc động thổ, tuổi động thổ, vị trí động thổ hay những cái nghi thức nghi lễ động thổ tiếp theo. Đó, trên đây là cái câu trả lời dành cho anh. Hy vọng là anh có thể lắng nghe cũng như là liên lạc lại đến Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn kỹ hơn. Vâng, như vậy có thể thấy là cái vấn đề tuổi gì hợp với hướng nào thì luôn là mối quan tâm của rất là nhiều các bạn khán giả đúng không ạ? Và nó thì không chỉ là nó không chỉ là phụ thuộc vào hướng mà nó có rất là nhiều những cái yếu tố khác đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, và trong những câu hỏi tiếp theo thì em thấy là bên cạnh cái việc quan tâm của các bạn là hướng này tôi có hợp hay không, hướng kia tôi có hợp hay không, thì một cái vấn đề nữa đó là xây nhà thì chúng ta sẽ có phần bên trong và phần bên ngoài. Đúng phần rồi. Bên ngoài đó là về màu sắc của ngôi nhà này, về bố cục sắp xếp như thế nào. Thì đó cũng chính là nội dung của câu hỏi thứ hai mà em muốn gửi tới anh ngày hôm nay. Thì em xin được phép đọc câu hỏi ạ. Đây đến từ một bạn khán giả nữ. Bạn hỏi là em sinh năm 1986, cũng khá là trẻ. Chồng em sinh năm 1985 và hiện tại thì hai bạn này thì chưa có con. Hiện tại thì các bạn đang có mảnh đất hướng Tây, tức là 280 độ ạ. Dự định mua cuối năm nay vào năm 2020 hoặc là vào đầu năm sau là năm 2021. Vậy thì các bạn đang hỏi là có thể xây nhà được không? Và nếu xây thì là mặt tiền sơn màu gì đấy ạ? Và cũng như là phòng khách này, tường thì chọn gạch màu gì là hợp lý? Rồi, ok, xin cảm ơn bạn. Xin chào bạn không có tuổi ha. Cho nên rằng là xin chào bạn sinh năm 1986 Bính Dần. Ở đây câu hỏi của bạn đặt ra là bạn sinh năm 1986 Bính Dần này, chồng bạn 1985 Bất Sửu, bạn chưa có gia đình, bạn chưa có bé nhỏ và có một mảnh đất hướng Tây 280 độ. Cảm ơn bạn bởi vì là bạn cung cấp đến độ số cụ thể như này thì chúng tôi sẽ luận giải sẽ dễ hơn. Đấy, thì cũng hy vọng là các câu hỏi sau của các quý độc giả thì đặt ra câu hỏi thì cung cấp luôn độ số hướng nhà một cách cụ thể thì sẽ giúp Phong Thủy Tam Nguyên luận giải sẽ có thêm cái phần chi tiết hơn. Bạn định dự định là mua vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 thì có xây được hay không, và nếu xây thì mặt tiền màu gì, màu sơn phòng khách, tường, phòng ngủ các thứ đúng không ạ? Rồi, thế thì câu hỏi của bạn như sau.
Cái thứ nhất rằng là vẫn xuất phát từ câu hỏi, xuất phát từ cái mong muốn đi. Có khi là bạn mua nhà thì vợ chồng bạn cũng băn khoăn rằng là hướng này có phải là hợp với vợ chồng bạn hay không, đúng không? Thì ở đây bao gồm bạn sinh năm 1986 Bính Dần, chồng bạn 1985 Ất Sửu và chưa có bé nhỏ. Thì chọn cái hướng là hướng Tây 280 độ, thì xét theo định long tam hợp phái của phong thủy tam nguyên đó, thì gia đình bạn nên lựa chọn được cái trạch đất đó là chồng 1985 Ất Sửu, đúng không? Chọn được trạch đất hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông thì nó sẽ vượng long hơn. Còn hướng Tây này thì về cơ bản là không xấu. Xấu đẹp hay không như Đức Trung nói, nó không nằm ở hướng. Xấu đẹp hay không nó nằm ở yếu tố về phong thủy, mà việc này thì phải đi khảo sát thì mới có thể đánh giá được. Phải đi khảo sát mới đánh giá được. Ở đây cụ thể là nhà bạn hướng Tây 280 độ, tức là tọa ất về hướng Tân, đúng không? Tọa ất về hướng Tân. Nếu như là bạn muốn xây dựng vào năm 2020 này thì có xây được không? Hay là 2021 xây được không? Thì nếu như bạn quyết định vào năm 2020 bạn xây dựng ấy, thì khuyên bạn là xây dựng trong năm 2020 này đi. Bởi vì năm 2021 thì với cái sơn đó là sơn ất, bởi vì 280 độ nó vào hướng Tân, thì tọa nó sẽ là tọa ất hướng Tân, tức là tọa đông hướng Tây ấy. Nhưng cụ thể như Đức Trung nói, nó có 24 sơn hướng. Một mặt la bàn nó có 24 sơn hướng, phần đông, tọa đông nó có 3 sơn hướng là giáp Mão Ất, và hướng Tây nó có 3 sơn hướng là canh Dậu Tân. 280 độ nó là hướng Tân, tức là tọa ất và hướng Tân. Thì năm 2020 thì sơn ất nó phạm phải mộ long biến vận, do đó rằng là hướng Tây này thì với các bạn không nên động thổ, không nên khai sơn lập hướng. Cũng trao đổi luôn với các cô chú anh chị rằng là năm 2021 về mộ long biến vận nó có 13 sơn phạm phải mộ long biến vận và chúng ta tuyệt đối không nên xây dựng. Chúng ta biết là có 24 sơn hướng và trong đó có 13 sơn phạm phải mộ long biến vận, tức là quá nửa nó phạm phải mộ long biến vận sát và không xây được rồi, do đó năm 2021 là một năm khá khắt khe trong cái việc xây nhà. Vậy tổng chung là cũng có nhiều khó khăn đúng không ạ? Cũng khá nhiều những cái khắt khe và khó khăn trong việc xây nhà. Dĩ nhiên là không phải là không có phương pháp chế hóa, nhưng nếu như gia chủ mà không có cái việc mà lựa chọn được năm tháng ngày giờ vượng để hóa giải bớt những cái sát khí đi, thì việc động thổ vào gần như là một cái cuộc chơi nó khá là nguy hiểm. Bởi vì rằng là sau khi động thổ xong thì nó dễ gặp phải những cái điều tai ương mà chúng ta không có lường trước được. Bởi vậy cho nên là nếu như muốn hóa giải thì khuyên các cô chú anh chị cần phải có quá trình lựa chọn năm tháng ngày giờ động thổ, nó thật phải là công phu, thật phải tốt. Và lựa chọn một chuyên gia phong thủy có sự am hiểu về phong thủy cao cấp, chính phái thì mới có thể là quyết định được cái năm tháng ngày giờ để hóa bớt những phần sát khí đi. Còn về cơ bản rằng là năm 2021 thì mộ long biến vận sát nó bao trùm cả 13 sơn hướng, 13 sơn, do đó tương ứng việc 13 hướng sẽ không lập được. Ví dụ như hướng Tân là hướng Tây này này, năm 2020-2021 thì tọa ất hướng Tân nó không động thổ được, bởi vậy khuyên gia chủ là không nên làm. Còn 2020 thì nếu mà có làm thì anh có thể là làm trong cái tầm tháng 9 âm lịch, có thể làm được, có thể làm được. Còn lại tiếp theo nhé, còn lại tiếp theo về cái việc đó là nếu mà xây được thì lên sơn màu gì, đúng không? Phòng khách, màu tường gạch thì cái thứ, đây là một trong những câu hỏi khá lớn. Tuy nhiên là cũng trả lời anh nhanh để anh có thể nắm được. Thực ra mà nói thì tất cả những cái câu hỏi này của anh thì nó vẫn chưa có đủ để mà quyết định cái việc đang mua nhà anh có vượng phong thủy hay không. Tại vì rằng là vượng phong thủy hay không thì vẫn phải đi khảo sát mới có thể đánh giá được. Vì đánh giá thông qua cái việc đại cục, cách cục bên ngoài về núi non sông nước, đường đi lối lại, ngã ba ngã bảy nó tác động đến ngôi nhà như nào cơ. Và nếu đất rộng thì nó còn liên quan đến vị trí chỗ cổng chỗ cửa nữa để thu nạp khí cho vượng cho ngôi nhà. Còn nếu như rằng là chỉ về cơ bản các câu hỏi này của anh thì hoàn toàn nó giải đáp được. Đấy, thì với cái việc mà nhà anh là tọa đông và hướng Tây, tọa đông hướng Tây, chúng ta vẫn biết ứng dụng phong thủy để sơn cho ngôi nhà là chúng ta lấy khí của hướng để bổ chỗ tọa. Do đó rằng cái nhà của anh là tọa đông và hướng Tây, tọa đông ngũ hành thuộc mộc, đúng không ạ? Cái này theo ngũ hành hậu thiên bát quái rất dễ thôi. Và hướng Tây ngũ hành thuộc kim, bởi vậy cho nên chúng ta phải lấy theo cái ngũ hành của sự tương sinh loan hoàn, đúng không? Tức là kim sinh thủy và thủy sinh mộc, đúng không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải sơn cái màu mặt tiền của ngôi nhà đó là màu con của hành kim, đúng không ạ? Tức là kim sẽ sinh ra thủy, do đó rằng là để thu cái khí của kim trước. Đấy, do đó cái màu sơn của mặt tiền nó sẽ là sơn của hành thủy, tức là những cái màu chủ đạo sẽ là màu của hành thủy. Màu hành thủy ở đây ví dụ như màu xanh nước biển, đúng không ạ? Sơn cái màu nó sáng sáng để cho nó nhẹ nhàng ha, không màu nó gắt quá thì nhìn nó chói. Đấy, rất nhiều màu sơn nó nền nã nó đẹp mà. Thì chúng ta sơn cái màu sơn là màu xanh nước biển nhẹ nhàng, đúng không ạ? Là con của hành kim, tức là hành thủy, đúng không ạ? Đi kèm với đó là những cái phào chỉ của hành thủy, đi kèm đó là những phào chỉ của hành kim. Đấy, màu sơn chủ đạo là hành thủy, đi kèm đó là phào chỉ hành kim. Và đi tiếp vào phía bên trong phòng khách thì chúng ta sẽ sơn tiếp cái màu để bổ cho tọa, tức là màu của hành mộc, đúng không? Cái màu của hành mộc ở đây là những cái màu tông chủ đạo, ví dụ màu xanh lá mạ, màu xanh lõm chuối, rồi màu xanh lá cây, tùy. Có nhiều cái bảng màu thông qua cái catalog màu của các đơn vị tư vấn sơn họ sẽ tư vấn cho. Chúng ta sẽ lựa chọn cái màu sơn màu xanh mộc, đi kèm với đó là những cái phào chỉ màu sơn của hành thủy. Đấy, hay là các cái họa tiết trang trí bên trong phòng khách thì cũng là họa tiết trang trí là hành mộc. Ví dụ như là hình 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 chữ nhật, đúng không ạ? Hình chữ nhật, hình trụ, đó là những cái hình của ngũ hành thuộc mộc.
Ngoài ra thì cái đường cái họa tiết của cái trần thạch cao thì chúng ta sử dụng cái trần thạch cao với họa tiết của hành thủy đấy, hình uốn lượn để cho nó mềm mại nó đẹp ha. Còn lại chúng ta sẽ kết hợp đúng không ạ? Chính xác, nó có sự kết hợp. Đấy là cái màu sơn của mặt tiền và phòng khách. Ngoài ra còn đôi cái vị trí của màu sơn của cái màu kính bếp thì lúc này phải đặt cái la kinh lên để xem là cái bếp của nhà bạn nó tọa hướng vào vị trí nào, xem ngũ hành của phương đấy như thế nào, chúng ta mới quyết định được cái màu sơn của bếp. Ở đây bạn có hỏi luôn là vậy thì phòng ngủ thì sơn màu gì đúng không? Đúng rồi ạ. Phòng ngủ sơn màu gì? Thế thì phòng ngủ sơn màu gì thì về cơ bản thứ nhất là nó hoàn toàn có thể bạn, nếu như bạn muốn đồng bộ màu giữa cả phòng khách phòng ngủ thì bạn phải sơn cùng màu như thế luôn. Tức là cùng màu phòng khách luôn. Còn nếu như bạn muốn lựa chọn một cái màu nó hợp với bạn hoặc hợp với chồng bạn hoặc hợp với con bạn thì rất nhiều người quan niệm rằng là tôi mệnh này tôi mệnh kia tôi sơn cái màu này nó phù hợp mệnh tôi. Ví dụ là tôi 1976 là tôi 1986 như bạn này này. 1986 là bính dần đúng không ạ? Thì tôi sơn cái màu đó là tôi mệnh 1986 bính dần tôi mệnh hỏa. Do đó tôi phải sơn cái màu xanh là mộc để mộc sinh hỏa hoặc sơn cái màu hồng lên để cho hỏa hỏa nó tương hợp. Vâng. Thì nó cũng không phải như thế. Thế ạ? Nó không phải như thế. Trong phong thủy người ta lại không có phải sơn màu như này. Vâng. Sơn trong phòng khách, sơn cho mặt tiền thì người ta căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà. Nhưng cái màu của chủ đạo, màu của phòng ngủ trong gia đình là cái màu của cái người ngủ trong phòng đấy thì phải sơn theo cái ngũ hành gì, không phải sơn theo ngũ hành của nạp âm bản mệnh. Nó sơn theo ngũ hành của hỷ dụng thần. Là như nào anh? Sơn theo ngũ hành hỷ dụng thần. Một số các cô chú chị cũng chưa biết hỷ dụng thần là khái niệm gì. Tức là hỷ dụng thần là người ta căn cứ trên cái năm tháng ngày giờ sinh của mỗi người hay còn gọi là bát tự và tứ trụ. Trong cái việc khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời khi chúng ta sinh ra đúng không ạ, thì đấy chính là cái thời khắc mà nó có sự ấn định về cái vị trí của các thiên tinh trong hệ mặt trời là kim mộc thủy hỏa thổ tinh và mặt trăng mặt trời tức là nhật nguyệt. Và cái năng lượng của kim mộc thủy hỏa thổ tinh nó tác động đến thân mệnh của mỗi người, nó tạo ra cái sự có thể cân bằng hoặc mất cân bằng và hầu hết là không có cân bằng. Do đó là người ta ứng dụng cái kiến thức của bát tự tứ trụ để tìm ra được cái sự cân bằng trong thân mệnh để tạo ra được cái sự phát triển cũng như là tạo ra những cái mà nó có cái sự đột phá trong cái cuộc sống. Thì cái ngũ hành mà bổ khuyết vào đấy thì nó gọi là hỷ dụng thần. Nó gọi là hỷ dụng thần. Và cái màu sắc của hỷ dụng thần đấy nó giúp cho cân bằng lại cái thân mệnh trong thân mệnh chúng ta, đúng rồi. Thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta sẽ có những cái sự phát triển tốt hơn. Và cái màu ngũ hành của hỷ dụng thần đấy nó sẽ quyết định đến cái màu sắc của phòng ngủ này, màu sắc của chăn ga gối đệm này, màu sắc của quần áo hay màu sắc của phương tiện đi lại, hay cũng chính là định hướng ra những cái nghề nghiệp phù hợp với mình hoặc cái nơi mà chúng ta nên ở. Ví dụ chẳng hạn có một anh mà ngũ hành hỷ dụng thần anh ấy thuộc hỏa này, mà anh đang sinh ở miền Bắc. Miền Bắc thì vượng thủy đấy. Do đó là nếu như để mà bổ sung thêm hỏa khí cho anh ấy thì anh nên di chuyển vào trong Nam để ở, bởi trong Nam hỏa vượng nhiều thế thì nó sẽ tốt hơn. Cái màu sơn thì nó sẽ là những cái màu sơn của ngũ hành thuộc hỏa, ví dụ như là màu hồng chẳng hạn. Nhưng dĩ nhiên rằng là con trai mà sơn màu hồng thì nó cũng hơi kỳ, thì có nhiều cái phương án khác không sơn được. Không sơn được màu của dụng thần thì chúng ta có thể lựa chọn màu hỷ thần. Tương tự như vậy. Thế cho nên rằng là ở đây có hai cái ý thì bóc tách ra với anh chị như vậy để hai anh chị có thể hiểu. Thứ nhất rằng là nếu như xây hướng Tây này năm 2020 thì xây ok được, 2021 thì không nên xây. Còn đâu màu sơn như thế nào thì theo cái nguyên tắc đó chúng ta phải tách ra sơn giữa cái màu sơn mặt tiền và phòng khách trước và sơn cho phòng ngủ thì theo những nguyên tắc mà Đức Trung vừa chia sẻ. Thì các anh chị có thể gọi điện đến 1900 292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn hỗ trợ thêm thì sẽ rất là chi tiết thôi. Vâng. Em cũng nghĩ là câu trả lời vừa rồi của anh đối với cái thắc mắc này thì cũng khá là chi tiết rồi ạ. Và trong lúc nãy thì em có nghe anh Trung chia sẻ về những cái lưu ý khi mà chúng ta xây nhà, chúng ta chọn hướng. Đó là có một cái hạn chế, đó là nhà ở ngã ba, đúng không anh? Thì em cũng có tìm hiểu qua thì em thấy là cái này cũng là một cái điều khá là đại kỵ. Và đó cũng là vấn đề của bạn khán giả thứ ba, chủ nhân của câu hỏi thứ ba được gửi tới chương trình ạ. Thì bạn có hỏi là em sinh năm 1987, vợ em thì sinh năm 1991, con gái thì sinh năm 2018, bố thì sinh năm 1960 và mẹ thì sinh năm 1963. Như vậy là rất là đầy đủ về thông tin trong gia đình. Đất nhà bạn ấy thì nằm ngay ở ngã ba, có hai hướng là Bắc và Đông. Thầy cho bạn ấy hỏi là năm 2020, tức là năm nay, và năm 2021 là năm tới đây, thì bạn có xây nhà được không? Và nếu mà xây thì theo hướng nào là tốt ạ? Ok, xin cảm ơn bạn MC. Xin chào hai bạn. Bạn có đặt câu hỏi là bạn sinh năm 1987 đúng không? Vợ là sinh năm 87 Đinh Mão rồi. Vợ là sinh năm 1991 Tân Mùi. Con gái là 2018 Mậu Tuất. Bố là 1960 Canh Tý và mẹ 1963 Quý Mão, đúng không? Hiện tại đang nằm ở nhà ngã ba có hai hướng là Bắc và Đông. Dĩ nhiên nằm ở ngã ba chắc là có hai cái tiếp giáp hai mặt tiền, đúng không? Hướng phía bên này và phía bên này, tiếp giáp hai mặt tiền như vậy. Cho hỏi năm 2020, 2021 thì có xây nhà được không và nên xây hướng nào thì hợp, đúng không? Cái thứ nhất rằng là trả lời trước bạn cái câu hỏi là xây hướng nhà nào thì hợp.
hợp ở đây nó có hai cái, thứ nhất là hợp long và cái thứ hai là hợp vận. Hợp long là chúng ta nói đến cái việc hợp tuổi á, hướng nhà mà hợp với tuổi mình nhé. Nôm na là như thế. Còn đối dĩ nhiên là trong định long tam hợp phái thì người ta không có xét kiểu đông tứ trạch tây tứ trạch. Thì ở đây xét theo định long tam hợp phái thì nhà bạn có cái nhà hướng bắc, có hai hướng là hướng bắc hoặc là hướng đông. Vậy thì xét theo định long tam hợp phái thì gia đình bạn có thể lựa chọn cái lập hướng theo cái hướng là hướng bắc thì nó sẽ hợp hơn, hợp với đa số thành viên trong gia đình luôn. Tuy nhiên rằng là nếu như có một cái sự lựa chọn khác dành cho bạn, lựa chọn một cái trạch đất khác để mà lập hướng, để mà tìm một cái trạch đất khác để xây dựng nhà, thì khuyên bạn nên lựa chọn cái trạch đông bắc thì nó sẽ bền lâu hơn. Bởi hướng bắc thì về cơ bản hướng bắc nó phiếm thủy đào hoa, thế cho nên là ở ngôi nhà này thì dễ có thể xảy ra cái chuyện liên quan đến đào hoa nó bất ổn định, không có được vượng. Thế cho nên rằng là khuyên anh chị có thể lựa chọn cái trạch đất hướng đông bắc thì nó sẽ tốt hơn. Vậy thì quay lại tiếp theo đó là đối với cái nhà ngay ngã ba thì nó có điều gì cần phải lưu tâm hay không? Về cơ bản rằng là cũng chưa có khảo sát được cái trạch đất này nên chưa đánh giá được cái việc trạch đất này nằm ở ngã ba nó cát hay không. Nhưng có điều đó chúng ta biết rằng là ngã ba nó sẽ có cái hướng tách khí, đúng không? Đúng. Vậy thì nó sẽ nằm trong các cái trường hợp đó là cái nhà này nó nằm ở cái phần phản cung thủy sát chẳng hạn. Tức là cái phần mà góc cong của cái đường lượn khi mà người ta đi cua góc á, đúng không? Thì nó có một cái phần góc cong, đỉnh góc cong mà nó chiếu thẳng ra cái nhà này, đúng không? Thì nếu như cái nhà này mà nằm ở đỉnh góc cong mà phản cung thủy sát như thế thì lại rất xấu, thì không có nên ở. Nhưng nếu như cái nhà này nằm ở ngã ba mà nằm ở phần ôm, tức là cái đường cong nó ôm như này thì cái nhà này nằm ở phía bên trong, đúng không? Thì lại tốt hơn. Bởi vậy cho nên rằng là cái việc này cần phải khảo sát thì mới biết rằng là nằm ở ngã ba nó nằm ở cái thế cách cục như thế nào thì mới biết là có tốt hay không, đúng không? Thì ở đây rằng là rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy ngay hai cái cách mà phân tích về phong thủy. Thứ nhất đó là về yếu tố về hình thế, về cách cục, về loan đầu là chúng ta có thể nhìn thấy ngay về cái việc cái ngôi nhà nó đặt đâu ở ngã ba để chúng ta có thể phân tích nhìn thấy ngay. Và cái thứ hai đó là cái việc mà luận giải rằng là hướng bắc và hướng đông năm này năm kia có xây được không, thì cái đấy người ta phân tích theo trường phái lý khí. Thì về cơ bản phong thủy tam hợp phái thì vẫn có cái sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai cái trường phái này. Đấy. Về loan đầu thì như Đức Trung nói là phải khảo sát mới đánh giá được cái việc nhà anh ở ngã ba thì có được tốt hay không. Nếu mà tốt thì còn ở lâu dài được, chứ nếu nó hung thì có đẹp đến hợp đến mấy thì cũng không có được. Ví dụ bảo là hợp hướng bắc này này, nhưng nếu ở cái nhà hướng bắc này mà vào đúng cái phản cung thủy sát nó vào thì rõ ràng về phong thủy thì nó rất xấu, mà lại hợp hướng thì chết vì hợp là như thế, đúng không? Do đó rằng là vẫn phải khảo sát mới đánh giá được cách cục nó có được ổn hay không. Thế nếu giả thiết mà nó ổn đi, nếu giả thiết mà nó ổn thì nó có hai hướng là hướng bắc và hướng đông, đúng không? Thì năm 2020-2021 thì có xây được hay không? Thì trả lời bạn luôn là năm 2020 thì stop và dừng lại, tức là không có xây được cả hai hướng này luôn. Tại vì rằng là hướng bắc năm 2020 thì nó phạm phải thái tuế, đúng không? Năm 2020 năm canh tí thì thái tuế đến phương bắc, bởi vậy cho nên rằng là toàn bộ phương bắc chúng ta tuyệt đối không nên khai sinh lập hướng. Ở đây còn chưa biết độ số là hướng bắc cụ thể là bao nhiêu độ cơ, nhưng về cơ bản nếu là hướng bắc thật thì cũng khuyên không nên làm. Cái thứ hai là hướng đông năm 2020 toàn bộ sát khí của ngũ hoàng đại sát tinh nó đáo đến hướng đông, bởi vậy cho nên rằng là đối với hướng đông thì cũng tuyệt đối không có động thổ được luôn. Do vậy rằng là có thể tổng quan lại đối với cái nhà hai cái hướng mà đại kỵ khai sinh lập hướng trong năm 2020 này, nó là hướng bắc và hướng đông, thì làm đúng cái nhà bạn này. Tức năm 2020 thì toàn bộ cái nhà bạn này lập hướng theo kiểu gì nó cũng không có làm được. Thì để sang năm 2021. 2021 thì chúng ta lại cần phải xét kỹ hơn. Năm 2021 cần phải xét kỹ hơn, bởi vì như Đức Trung nói là chúng ta có 24 sơn hướng trong cả một cái la bàn, đúng không ạ? Thì hướng bắc nó bao gồm là nhâm tý quý và hướng đông bao gồm là giáp mão ất, thì cũng chưa biết là độ số hướng nhà bạn này cụ thể bao nhiêu độ, cho nên chưa luận giải được. Chưa luận giải được cái việc cụ thể nó vào hướng nào. Nó vào nhâm hay vào tý vào quý, hay vào vị hướng đông thì nó vào giáp hay vào mão và ất. Thì ở đây nhà bạn khuyên bạn lập hướng bắc, đúng không? Lập hướng bắc thì bắc nó bao gồm nhâm tý quý thì vẫn phải đo cụ thể được. Thì khuyên bạn là bạn dùng cái ứng dụng La Bàn Việt hoặc bạn dùng cái La Kinh và Phúc Đường nhé. Bạn đo cụ thể xem nó rơi vào cái hướng gì, thì đấy báo lại cho phong thủy Tam Nguyên thì mới có thể tư vấn được cụ thể. Còn đâu là khảo qua thì về cơ bản hướng bắc năm 2021 thì cũng có thể xây dựng được đấy. Và hướng đông thì cũng thế, nhưng 2020 thì tuyệt đối không nên xây nha. Thì thông qua video này thì cũng hy vọng là các cô chú chị vẫn có mong muốn xây cái ngôi nhà vào năm 2020 này, thì những nhà nào hướng bắc hướng đông thì thông qua video này thì chúng ta có sự lưu tâm và không nên triển khai đâu nhé, không nên triển khai. Thì cũng may mắn là có khá nhiều các cô chú chị sau khi mà xem video của phong thủy Tam Nguyên thì cũng dừng lại quyết định xây nhà đối với nhà hướng đông hướng bắc, cân nhắc kỹ hơn. Ok, thì trên đây là cái câu trả lời của Đức Trung dành cho hai bạn. Và em cũng tin là cái câu trả lời vừa rồi của anh Đức Trung sẽ cung cấp thêm một chút về kiến thức này, cũng như là đưa ra cái lời khuyên để cho các bạn có thể tham khảo thêm và tính toán để có thể cái việc xây nhà diễn ra một cách thuận lợi nhất. Đó. Và vừa rồi thì là ba câu hỏi mà chúng em đã cố gắng tổng hợp lại để gửi tới anh Trung ngày hôm nay. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để mà chia sẻ cho các bạn khán giả của chúng ta ạ.
Ok, xin cảm ơn bạn. Cũng như rằng là cũng rất mong là những cái phần giải đáp của Đức Trung sẽ góp phần lý giải sâu hơn những cái thắc mắc của các cô chú chị. Và để mà quan tâm kỹ hơn thì các cô chú chị hãy dành thời gian tìm hiểu thêm, cũng như là có thể là kết nối để gặp các đội ngũ trợ lý để hỗ trợ thêm thì sẽ chi tiết hơn. Vâng. Và quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa thì chúng ta luôn luôn quan niệm đó là tậu trâu, cưới vợ và làm nhà thì luôn luôn là ba cái cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì vậy nên là trước khi mà chúng ta làm nhà thì hãy cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu thật là kỹ lưỡng những cái vấn đề, những cái lưu ý liên quan tới vấn đề này. Và các bạn cũng đừng quên để đón xem những video chia sẻ tiếp theo về các vấn đề làm nhà cũng như là những cái vấn đề liên quan tới phong thủy khác. Và chắc chắn là nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào muốn được chương trình giải đáp, muốn được anh Trung giải đáp thêm thì hãy để lại ở phía dưới phần comment của chúng mình. Còn bây giờ thì chắc là anh Trung và Diện Đàm xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào.